Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ án giết người cố ý gây thương tích mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, đơn giản. Những người có liên quan vì thiếu kiềm chế dẫn đến hậu quả người chết hoặc mang thương tích, kẻ vào dòng lao lý. Điển hình như vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2021, trong lúc uống rượu cùng với Triệu Thanh Điền, Nguyễn Như Phương, Nguyễn Thị Yến Nhi tại nhà số 58 Nguyễn Gia Thiều, khu phố 7, phường Rạch Sỏi, thì Nguyễn Ngọc Nhẫn xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến đánh nhau với Triệu Hải Dương, được mọi người can ngăn. Dương đi về nhà ở số 60 Nguyễn Gia Thiều, còn Nhẫn về nhà ở số 46 Nguyễn Gia Thiều, cầm một cây dao tầm bước, lưỡi dao bằng kim loại đi đến trước cửa nhà của Dương, dùng lời lẽ thô tục chửi và thách thức đánh nhau với Dương. Lúc này Dương bực tức nên đã lấy một cây dao yếm lưỡi bằng kim loại chạy ra phía trước lộ đánh nhau với Nhẫn. Nhẫn dùng dao chém trúng vào vùng trán phải của Dương gây thương tích, còn Dương dùng dao chém trúng vào cẳng tay phải của Nhẫn, cả hai đều bị rớt dao xuống lộ. Sau đó cả hai xông vào đánh nhau bằng tay và câu giật nhau xuống lộ. Trong lúc câu giật xô đẩy, Dương tác động làm cho chuồng đầu của Nhẫn đập xuống lộ, thì được mọi người can ngăn và đưa Nhẫn, Dương vào bệnh viện đa khoa cấp cứu. Đến ngày 13 tháng 11 năm 2021, Nguyễn Ngọc Nhẫn tử vong. Nguyên nhân chết do chấn thương sọ não, trên người bị mắc bệnh COVID-19. Riêng Triệu Hải Dương điều trị đến ngày 18 tháng 11 năm 2021 xuất viện và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về tội giết người. Căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa, hội đồng xét xử xét thấy không có chứng cứ khẳng định bị cáo cố ý dùng lực hoặc hung khí nguy hiểm nào tác động cho vùng đầu của bị hại dẫn đến tử vong. Còn đối với cây dao bị cáo dùng chém vào người bị hại chỉ gây thương tích ở tay, không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của bị hại. Do đó, hành vi của bị cáo không cấu thành tội giết người, mà cấu thành tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, quy định tại điểm A, khoảng 4, điều 134 Bộ Luật Hình Sự. Hội đồng xử áp dụng điểm A, khoảng 4, điều 134, điểm B, điểm E, điểm S, khoảng 1, khoảng 2, điều 51 và điều 38 Bộ Luật Hình Sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Tuyên bố bị cáo Triệu Hải Dương phạm tội cố ý gây tích dẫn đến chết người, xử phạt bị cáo Triệu Hải Dương là 8 năm tù. Một vụ án khác xảy ra tại huyện Tân Hiệp vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 26 tháng 12 năm 2021, sau khi uống rượu tại nhà của Danh Công Đoàn thuộc ấp Đập Đá, xã Tân Hội, Nguyễn Quang Tính sinh năm 1992 chạy xe máy về nhà. Khi trẻ vào chợ Tân Hội, Tính bị ngã xe và va chạm với xe ông Phan Thanh Vọng đang dừng cặp lề đường. Tính xin lỗi, ông Vọng nói không có gì. Dù việc tưởng dừng lại ở đây, nhưng khi Đoàn đến hỏi chuyện và có những hành động không hay với ông Vọng, Nguyễn Quang Tính lấy ly bằng thủy tinh ném vào đầu ông Vọng một cái và lấy cái ghế xếp của tiệm trà sữa gần đó đánh ông Vọng gãy xương bàn tay và ngón tay phải, gây thương tích 18%. Thấy vậy, Đoàn đến chụp lấy ghế trên tay Tính ném đi chỗ khác rồi cùng Tính bỏ đi. Sau đó Tính bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Hiệp khởi tố về tội cố ý gây thương tích và cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong thời gian được tại ngoại, khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 4 năm 2022, tại ấp Tân Hòa A, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, trong lúc dự tiệc đám cưới, Tính có mâu thuẫn với Bùi Văn Nô. Lời qua tiếng lại, Tính dùng tay đánh vào mặt Nô một cái. Sau đó Nô cũng dùng tay đánh vào mặt Tính, thì được mọi người can ngăn. Nô bỏ về nhà, cách đám cưới khoảng 300m. Tính chạy xe máy đến tiệm tạp hóa mua một cây dao, loại dao Thái Lan, rồi chạy đến nhà tìm Nô. Tính thấy ông Bùi Văn Đáng là cha ruột của Nô thì dùng dao đâm ông một nhát trúng vào hông bên phải, tử vong. Lúc này Nô đang ở nhà trong phòng nghe thấy nên chạy ra cầm cây gỗ đánh Tính. Tính đưa tay lên đỡ, đồng thời dùng dao đâm lại trúng vùng bụng trái, vùng bụng hông trái, khuỷu tay trái và cẳng tay trái của Nô, gây thương tích 48%. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng Tính phạm tội là giết người, xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tính hình phạt là tử hình, áp dụng điểm D khoảng 2 điều 134 Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng Tính phạm tội cố ý gây tích, xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tính là 5 năm tù. Áp dụng điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành phạt chung của hai tội là tử hình.
là xử phạt bị cáo. Thực tế trên cho thấy tình hình phạm tội giết người cố ý gây thương tích đang diễn ra rất đáng báo động, phát sinh từ nhiều nguyên nhân như mâu thuẫn trong đời sống xã hội, đôi khi chỉ vì một xích mích nhỏ mang tính bộc phát nhưng thiếu kiềm chế, nóng giận, hoặc cho các đối tượng sử dụng rượu bia cũng dẫn đến những hành động mất tự chủ, gây nên hậu quả nặng nề, không thể khắc phục. Để phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, ngoài việc phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng gây án để tạo tính răn đe, cần có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, các đoàn thể để kịp thời phát hiện, giải quyết, hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân. Điều quan trọng là mỗi người cần ý thức và thận trọng hơn trong hành động, xử sự, biết tôn trọng pháp luật để hạn chế những hậu quả đáng tiếc, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự địa phương.